toàn không có màu, không có vị gì hết. Hoàn, Yeah. nhưng có mùi, nhưng mà thực sự đây cái mùi của nó toàn là những mùi từ dược thảo mà ra mà thôi. Oh, như vậy là nó như Alex đã nói là 100% là dưỡng chất thiên nhiên, phải không? 100% dưỡng chất thiên như nhiên. Như vậy là nó hoàn toàn là bằng thiên nhiên hết, nó không có những cái hóa chất độc hại trong cái sản phẩm này để có thể ảnh hưởng tác động tới sức khỏe hay làn da của quý vị, thưa quý vị. Và quý vị thấy không, nếu mà quý vị sử dụng Yuwayin trong vòng 100 ngày thì sau đó quý vị sẽ thấy sự khác biệt hoàn toàn ở làn da của quý vị. À, như Alex đã nói là những cái vết nám này, rồi vết đồi mồi này, vết mụn, mụn cám, đúng mụn rồi, trứng cá, rồi nếp nhăn, hay là cả cái sự lún sệ của làn da của quý vị nữa, nó cũng sẽ bị mờ nhạt đi và thay vào đó sẽ là một cái làn da trắng sáng, mịn căng và tươi trẻ. Và đây lại là một cái phương pháp như là Alex đã nói là hết sức an toàn và giản đơn, nó không quá tốn kém, không quá phức tạp mà quý vị không phải chịu đựng bất kỳ một cái đau đớn nào, mà rồi quý vị vẫn có được một làn da đẹp như ý muốn. Quý vị ơi, vậy quý vị còn chần chờ gì nữa? Xin quý vị hãy nhanh chân lên để tìm lại làn da tuổi thanh xuân của mình với cái sản phẩm Yuwayin của Việt Face More, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị cũng vừa mới thấy là tất cả những cái thành phần, 20 thành phần vừa rồi trong một cái sản phẩm duy nhất là Yuwayin có thể mang lại cái sự căng mọng, nâng da mặt của quý vị, trẻ hóa làn da của quý vị và mang tới sự hoàn hảo cho làn da của quý vị chỉ sau 100 ngày sử dụng. 3 tháng thưa quý vị, và sau 3 tháng sử dụng thì quý vị, làn da của quý vị sẽ được trở lại cái sự thanh xuân và rất là đẹp đẽ, mà quý vị lại không phải tốn nhiều thời gian quá, cũng không tốn kém về giá thành, cũng như là bên cạnh đó thì quý vị cũng không phải chịu đựng rất là nhiều đau đớn, mà quý vị vẫn có thể đạt được cái ý muốn của quý vị, đó là một làn da trẻ và đẹp, thưa quý vị. Và bây giờ thì Linh Nga cũng muốn nói qua một số cái step của một cái set sản phẩm Yuwayin này để quý vị sử dụng. Thưa quý vị, đây là cái xà bông hay là soap thì quý vị sẽ sử dụng trước khi đi ngủ và hoặc là sau khi ngủ dậy, có nghĩa là cả ban đêm hay ban ngày đều được. Quý vị dùng cái xà bông này, quý vị rửa mặt cho được sạch sẽ và cũng để là dưỡng da, trong này cũng có những cái thành phần dưỡng da cho quý vị, đúng không Alex? Đúng rồi nha. Và sau khi sử dụng, đã rửa mặt rồi thì quý vị sử dụng đến cái toner. Cái toner này thì ban ngày hay ban đêm đều được, và cứ rửa mặt bằng xà bông xong thì quý vị nên sử dụng toner. Nó sẽ làm cho săn chắc da mặt của quý vị. Và cái tiếp theo, cái này nó gọi là light moisture, có nghĩa là nó cũng dưỡng da, bổ dưỡng cho da của quý vị. Nhưng mà cái này, thành phần này thì quý vị chỉ sử dụng vào ban ngày mà thôi. Có nghĩa là sau khi đã rửa xà bông, đã dùng toner thì quý vị dùng đến light moisture, nhưng mà dùng cho ban ngày, thưa quý vị. Tiếp theo nữa là cái này là một cái rất là quan trọng trong cái sản phẩm này, thưa quý vị. Đây là cái ampoule hay là một cái serum, nó sử dụng, đây là một cái dạng dưỡng chất tinh chiết đặc biệt để mà nó làm dưỡng cho làn da của quý vị rất là đặc biệt. Cái này thì quý vị chỉ sử dụng đặc biệt vào ban đêm mà thôi. Quý vị có thể sử dụng và lấy ra vài cái drops và sau đó là quý vị thoa lên da mặt của mình. Thì những cái dưỡng chất trong này nó sẽ mang lại cái sự tươi trẻ và nó help cho làn da của quý vị rất nhiều. Và cái tiếp theo nữa thưa quý vị, cái này thì nó gọi đây là cái eye cream. Eye cream có nghĩa là cũng chỉ dùng vào ban đêm thôi. Và sau khi mà quý vị đã rửa mặt bằng xà bông, đã sử dụng toner, đã dùng serum để mà làm cho dưỡng da, cái tiếp theo thì quý vị dùng tới eye cream bôi lên mắt của quý vị để đặc biệt dưỡng cho cái vùng mắt. Và tiếp theo sau nữa là night cream. Cái này thì nó là cái bước, cái next step của sau của cái eye cream. Sau khi đã dùng cái kem dưỡng mắt rồi thì quý vị dùng đến cái kem này, cũng đặc biệt dùng chỉ về ban đêm thôi, thưa quý vị, là night cream, là quý vị nó dưỡng và nó làm nó cover lên toàn bộ và nó dưỡng toàn bộ gương mặt của quý vị qua một cái đêm và ngày hôm sau, nó sẽ mang lại những cái hiệu quả khác biệt. Và cái cuối cùng trong cái set sản phẩm này, đó là cái này nó gọi là nó trong có cái sữa ong chúa. Tức là nó có cái thành phần sữa ong chúa trong cái sản phẩm này, thưa quý vị. Và cái này thì quý vị dùng vào ban ngày, sau khi quý vị đã rửa xà bông, đã dùng tới toner, đã dùng tới light moisture vào ban ngày thì quý vị dùng tới cái cuối cùng, nó có chứa thành phần sữa ong chúa để cho da mặt của quý vị được hoàn hảo hơn và đẹp hơn, thưa quý vị. Và như vậy, thưa quý vị, Linh Nga và chuyên gia trang điểm Alex vừa mới trình bày với quý vị những cái thành phần rất là quan trọng trong một cái sản phẩm Yuwayin, một sản phẩm mới và đặc biệt và tuyệt vời của chúng tôi, thưa quý vị. Và đây, thưa quý vị, đây là một cái set sản phẩm
ngay trước mặt Linh Nga đây, và Linh Nga cũng vừa trình bày với quý vị những cái steps để mà quý vị sử dụng những cái sản phẩm trong cái set này. Nó cũng có như vậy là 7 product khác nhau trong này. Và với một cái set như thế này, thưa quý vị, thì cái mức giá hiện nay mà Vietspaymore đưa ra, cái giá gốc thì nó, theo như Linh Nga biết, nó là 205 đồng cho một cái set sản phẩm như thế này. Nhưng mà hiện nay, thưa quý vị, vì là chúng tôi đang đưa ra một cái mức giá gọi là limited time offer, thì nó là ở mức bao nhiêu nghe? Là 159 Mỹ Kim, thưa quý vị. Wow. Và quý vị thấy đấy, quý vị, và bên cạnh đó nó, quý vị còn được những cái benefit khác, ví dụ như là tax included and free shipping. Free shipping, yes. Và quý vị, chúng tôi sẽ giao hàng miễn phí tận nơi cho quý vị mà sau khi quý vị order cái sản phẩm này. Và quý vị được tất cả là 7 cái product này trong một cái sản phẩm UYN, một cái whole set với giá là 159 Mỹ Kim thôi, thưa quý vị. Một cái giá quá đẹp rồi nha. Thường thường Alex thấy một lọ kem thôi đó là 100 mấy rồi, nếu mình mua những cái hiệu khác đó. Đúng mà rồi. Trong đây 159 mình có tất cả một set như vậy. Một set mà nó có rất nhiều cái step, một gọi là một cái step, những cái step hoàn hảo. Hoàn hảo quý cho ban ngày, dùng cả ngày đêm. Cả đêm, rồi là dưỡng mắt, rồi là có cả serum để dưỡng da mặt và tất cả mọi vấn đề, tức là nó mang lại cái sự hoàn hảo cho da của quý vị, và đặc biệt là sau 100 ngày sử dụng đó, thưa quý vị. Tất cả một cái whole set này là 159 Mỹ Kim mà thôi, thưa quý vị. Và như vậy là Linh Nga vừa mới nói và giới thiệu tới quý vị một cái sản phẩm mới của chúng tôi với tất cả những cái thành phần và cái giá trị cũng như vẻ đẹp bên ngoài và hoàn hảo với nội dung bên trong. Thưa quý vị, xin quý vị hãy nhanh chân lên, bởi vì cái sản phẩm này của chúng tôi nó đang có một cái thời gian rất có hạn mà thôi. Nếu quý vị không nhanh lên thì quý vị sẽ mất đi rất nhiều những cái quyền lợi mà chúng tôi đang dành cho quý vị, rất là đặc biệt, thưa quý vị. Và Linh Nga, và đặc biệt thưa quý vị, bây giờ nếu như quý vị muốn có thông tin liên lạc thì cũng như Linh Nga đã trình bày, thì quý vị xin hãy vào liên lạc vào cái địa chỉ website của chúng tôi là vietspaymore.com, hoặc quý vị có thể gọi vào cái số điện thoại là 1-855-838-8625. Một lần nữa, Nguyễn Linh Nga xin cảm ơn quý vị. Xin chào tạm biệt và mong sớm gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp của chúng tôi. Linh Nga cũng xin cảm ơn Alex rất nhiều về cái sự hợp tác rất là ăn ý và tuyệt vời hôm nay của Alex trong chương trình ngày hôm nay. Alex xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị lại trong những thời gian tới. Cảm ơn Alex. Cảm ơn Linh Nga. Và xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp của chúng tôi.